còn phanh thì cô bên đội đang nhìn nha bạn. Rồi giờ bên sắp xếp về, sắp xếp đội hình đi. Giờ là tới phần đặt tên đội nha bạn. Rồi đội bên Tấn Vinh tên gì nè? Đội tụi mình là đội bất ổn nha anh em. Đội bất ổn hả? Ai bên đây, đội bên đây tên bất ổn rồi. Giờ đội bên mình tên gì giờ? Bất lực. Bất đội anh bệnh bất ổn hả? Chết luôn. Đội anh bệnh bất ổn, đội bên mình bất bại. Rồi đội bên mình bất bại nha bạn. Đội anh bệnh là bất ổn. Giờ mình sẽ bấm giờ đúng 30 phút là hết thời gian nha bạn. Thì trong vòng 30 phút đội nào ghi bàn được nhiều nhất thì đội thắng nha bạn. Giờ đến 1, 2, 3 bắt đầu đá nha. Ra vòng Vinh, đội nó mới xem mà. Giờ bấm giờ nha. 1, 2, 3, đầu đây. Anh Điền này đá căng quá nè. Hai. Biên. Thì mình dự bị nghe bạn. Ê banh kìa, banh kìa. Đá gì á? Lám luôn anh em. Rồi banh lên tiếp tục nghe bạn. Hù nữa hả? Hai. Dẫn banh lên. Thì đội bên mình là đội bất bại nghe bạn. 20 luôn kìa. Lần hát luôn kìa bạn. Ê nguy hiểm. Đau vô. Ủa không cơ hội 10-10 luôn. Hơi gió các bạn thông cảm nha bạn. Nguy hiểm. Đá ngoài nữa rồi Vinh ơi. Đội bất ổn tiếp tục có cơ hội nhưng mà đá ngoài các bạn. Đội này nãy giờ khá nhiều cơ hội luôn nha bạn. Ổn không? Quá tiếc không? Rồi chấp anh văng ra ngoài luôn các bạn ơi. Dẫn bánh luôn, đi bánh luôn. Đi tay trái nè, tay phải nè, lộn. Rồi quy qua hai người đây. Không vào. Hao chưa đụng Tấn Vinh. Chưa. Bên mình á, bên Tấn Vinh có đụng Tấn Vinh. Bên Tấn Vinh đá, bên đội bất cộng đá. Xô qua. Thành niên Tấn Vinh sẽ làm gì đây? Quyết định sút. Không vào. Qua cu ke này. Ê, con rành. Rồi, ông anh đây, rồi, xong. Rồi, đó đây. Kỹ thuật dưới rồi. Rồi, Tấn Vinh, nu Tấn Vinh. Biên Tấn Vinh. Rồi, bên đội bất bại đó nha mày. Ê, rồi hết rồi. Không qua người ơi. Cơ hội Vinh. Cơ hội. Rồi cu ke phá anh ra nha bạn. Cơ hội sút. Sút một luôn. Rồi cơ hội cho đội bên kia, cơ hội cho đội bất lực. Liệu có vào không? Rồi không được sút các bạn ơi. Đi phá banh này. Không vào, cột vào. Khá là tiếc cho đội bất bại luôn nha bạn. Rồi Ben béo lộn. No. Nhầm xíu.
Tân Bình có banh nha bạn. Thanh niên của kẻ sẽ làm gì đây? Quy định chèn. Tân Bình không nhau. Mình coi được mấy phút nha bạn. Hay quá Vinh ơi. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Rồi, cua kem chú Ben. Liệu có vào không đây? Liệu có vô không? Liệu có vô không? Nó sút quá. Không vào. No, no, no. Để mình coi được mấy phút nha bạn. Hiện tại nó được 15 phút nha bạn. Đây nè, để lấy nét cho bạn xem nha bạn. Gần 15 phút nha bạn. Câu hỏi cho đội của đội bắt ổn. Câu hỏi cho đội bắt ổn. Câu hỏi cho đội bắt ổn. Rồi. Rồi 1 2 3 4 5 đi. Chưa, nó chạy dẫn gà. Ui. Này, cái ngốc nào sao sao vậy này? Giờ mấy anh này đã biên nha các bạn. Ui. Quá biết liệt rồi các bạn. Siết kìa. Dạ leo 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 thử đi banh ha. Anh em chuột nha các bạn. Ra ngoài nu nha các bạn. Đồng ơi. Đồng dưới trời. Dạ mấy anh em này tiến công nha các bạn. Mắc banh rồi, mình coi mắc banh rồi. Ô, sao nghe con dạo các bạn. Đây có mấy cây à. Ê, lời Vinh. Vinh, 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 Vinh. Đá đi. Đá đi. Đá đi. Chiên, chiên, chiên. Chiên. Đá đâu chiên đâu. Thôi kìa. Câu hỏi coi. Vô. Đợi bắt bại vô một trái nha các bạn. Rồi vào bên đây xem mắt xe nha các bạn. Rồi 1 2 3 mắt xe đi. Rồi đá nè. Hai kèm hai. Súng gà. Ngân. Hai. Ngân. Tiền. Đi. Hai. Vô. Vô. Vô mày. Vô mày. Vô mày. Vô kìa. Ôi lên.
ok 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 các bạn. Bây giờ thì thời gian chỉ còn 5-6 phút thôi nên là mình sẽ nhường cho đội bất bại lên 5 điểm rồi hả, tập trung vô đá thì nha anh em. Ok ok, bạn là nhất rồi, ghê lắm, ok ok. Đội nó vinh chấp đội mình lên 5 điểm chứ nghe bạn. Chấp không? Gà ngồi hết luôn, gà quay gà. Gà cho chấp gà gọi đá nè, 1, 2, 3. Nhường tới 5 điểm luôn các bạn, không sao đâu. Dạ có xe kìa. Ok bạn, nó chấp thôi mình giỡn thôi luôn nha bạn. Chấp đây chắc cho có vô bạn. Vũ điệu ăn mừng. Vũ điệu ăn mừng mới hả Ngân? Thank you.
Anh em với cầu thủ là comment nha. Vô hả? Cái nào chết rồi? Mà lần này có nhậu rồi đó. Ok. Vâng nha các bạn. Ok bạn, thì giờ quà nha bạn. Thì em sẽ vô đá banh nha bạn. Mỗi bên đá 5 trái nha bạn. Thì giờ bên đội có nhìn đá trước đi. Ok. Thì bên đội mình sẽ chụp nha bạn. Còn đội ai chụp trên? À, Mẫn. Mẫn tiếp nha các bạn. Đội có nhìn là cô Ken chụp nha bạn. Rồi giờ vô đi. Người nó mà cho nó cũ kìa. Rồi đó bắn đánh đi. Tát. Tối đòi bạn tối nha bạn, đòi bạn tối. Chưa đâu, còn mình má. Bên đó không cho tao nhìn nó hai trái thôi nào. Tao nhìn thì tao nhìn một trái, nguyên một trái. Ủa, rồi mà. Không nhìn... có người, có một người đó hai trái. Rồi đây trái đi hai trái. Vậy tao nhìn tao trái, chuẩn bị đang trái ha. Rồi Ken, cho Ken, Ken, Ken. Trái nữa nguyên. Rồi em trái. Nguyên với Ken. Ủa không cho tao nhìn đá. Tao nhìn trái em. À, rồi vậy đó nè. Tao nhìn. Rồi giờ tao nhìn đá nha bạn. Một, hai, ba. Ui. Gì vậy Dân? Dân. Nhà bên mình còn ai vậy? Bên mình còn tôi với Viên đúng không? Ừ. Tôi với Viên ai đó nè. Một, hai, ba, rồi bạn đó đi. Coi mà có à, mặt này nè. Dạ, ba tay. Ken mãi đến. Ken. Hay quá Ken ơi.
già bên mình là còn mình đá các bạn, nếu như mình đá không vô thì đợi mình coi các bạn. Chiến thắng các bạn, còn đội mình thua bạn do trái cuối của game đó được các bạn. Rồi và nhận giải thưởng nha. Ok. Đội bất bại mà trở thành bại liệt luôn anh em ạ. Ok ok. Rồi, đó là sao. Ok bạn, thì giờ phần quan trọng các bạn, trao giải thưởng các bạn. Đây có 120 bạn ơi, do chưa có kinh phí nhiều các bạn. Rồi giờ đội chiến thắng lên đây. Đây bất ổn rồi. Nè, đội trưởng rồi, nè. 120 các bạn. Sao có lời gì muốn nói không? Sao bây giờ sao giờ? Em bạn á, thì nó gà quá không đủ trình đang chơi với cô Ken mình nên em ghê không ghê mình ghê, nhưng mà tem bạn đủ cho anh em mình ra mồ hôi thôi. Ghê ta rồi. Giờ thì anh em của mình cũng đã trao giải thưởng xong các bạn, thì nếu bạn nào thấy anh em làm clip này hay thì hãy cho anh em một like với một đăng ký đúng không anh em nghe. Giờ thì chào tạm biệt bạn, bye.